Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài thực hành 2, làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính. Em lưu ý, đây là một bài thực hành nên phần hướng dẫn nếu không có thao tác nào quá khó thì sẽ được hướng dẫn bằng lời. Do đó em hãy lắng nghe để biết được mình sẽ làm những câu nào trong tập, những câu nào trên máy tính và những bạn sử dụng điện thoại có thể lược bỏ được những câu nào. Trong bài thực hành 2 này sẽ có các bài tập sau đây. Bài tập 1, tìm hiểu các thành phần chính của trang tính. Bài tập 2, thực hành chọn các đối tượng trên trang tính. Bài tập 3, mở bảng tính. Bài tập 4, nhập dữ liệu vào trang tính. Cũng như bài thực hành 1, trước khi qua phần bài tập, chúng ta cùng điểm qua thao tác cần ghi nhớ. Đó chính là thao tác mở bảng tính. Em có hai loại thao tác mở bảng tính. Mở bảng tính mới, tức là sẽ tạo một bảng tính mới. Thì em sẽ vào File, New, hoặc là em chọn nút lệnh New ở trên thanh tiêu đề. Đây, đây là nút lệnh New. Tiếp theo, mở bản tính có sẵn. Tức là mở một bản tính mà em đã lưu từ trước. Em sẽ vào bản chọn File và chọn Open. Sau đây là các video hướng dẫn các thao tác này. Video hướng dẫn thao tác tạo bản tính mới. Rồi đây là một bản tính có sẵn đã được lưu tên là danh sách lớp em Bây giờ cô sẽ tạo một bản tính mới Nó là một bản tính độc lập với bản tính này ha Chứ không phải là ship 1, ship 2 gì hết trong bản tính này hết Rồi để tạo bản tính mới thì cô có thể bấm vào nút new Đây, đây cô cô bản tính mới và bản tính này nó sẽ đặt tên là bút 1 Em nhìn phía bên dưới Đây, bên dưới vẫn còn cái bản tính cũ của cô nha Bây giờ cô muốn tạo thêm một bản tính mới nữa thì cô sẽ dùng thao tác thứ hai File chọn new vậy cô sẽ ra một cái bảng này cô tiếp tục chọn vô cái trang trắng bấm vô nó sẽ ra một cái trang một cái bản tính mới tên là bút 2 từ đây cô cũng có thể quay trở về bản tính cũ để tạo thêm một cái bản tính mới nữa đây bây giờ cô sẽ tạo ra một cái bản tính mới vào file new rồi chọn trang trắng rồi sau đó cô sẽ có bản tính mới tên là bút 3 em nhìn phía bên dưới nó đều có đầy đủ tên của các file excel. Video hướng dẫn thao tác mở bảng tính có sẵn. Đầu tiên em mở Excel lên, đây là giao diện ban đầu của Excel. Để mở một cái bảng tính có sẵn em sẽ chọn Open ở đây. Sau đó em sẽ chọn Go. Một cái bảng hiện lên, bảng Open hiện lên, em sẽ chọn thư mục để chứa tập tin. Ở đây cô sẽ chọn thêm một music và cô sẽ chọn cái file danh sách lớp em. Cô chọn và bấm open nó sẽ mở ra cho cô. Trên cái tiêu đề cũng sẽ hiện cái tên cái file em mở. Bây giờ cô thử mở một cái file thứ hai. Cô sẽ chọn vào file open, chọn con. Rồi cô vẫn ở ở thư mục music ha. Bây giờ cô chọn bản tính và mở nó ra. Đây, đây là trang bản tính. Nhớ là tiêu đề cũng sẽ hiện cái tên của cái bản tính đó. Bài 2. Thực hành chọn các đối tượng trên trang tính Thực hiện các thao tác sau Quan sát kết quả và cho nhận xét Đề bài yêu cầu cho nhận xét nên khi em thực hiện trên máy xong em sẽ ghi nhận xét vào trong tập của mình Câu đầu tiên Chọn một ô, một hàng, một cột và một khối trên trang tính Quan sát sự thay đổi nội dung của hợp tên trong quá trình chọn Hợp tên thay đổi như thế nào trong quá trình chọn em sẽ ghi lại vào tập Câu tiếp theo Chọn cả ba cột A, B, C chọn cả ba cột này là chọn ba cột liên tục chứ không phải chọn từng cột sau khi chọn xong em sẽ quan sát ba cột đó như ba cột đó như thế nào so với những cột chưa được chọn các ô trong ba cột đó thì như thế nào em ghi nhận lại những kết quả đó câu tiếp theo chọn một đối tượng ô hàng hoặc khối tùy ý có nghĩa là em muốn chọn cái nào cũng được không bắt buộc nhấn giữ phím Control và chọn một đối tượng khác không liền kề Thao tác này được gọi là chọn đồng thời hai đối tượng không liền kề nhau. Câu này ở bài 2, phần 4 chọn các đối tượng trên trang tính cô đã đề cập đến. Em nào sử dụng điện thoại nên không có phím Ctrl để nhấn, thì em có thể mở lại video đó và ghi lại nhận xét thao tác cho câu này. Câu cuối cùng. Nháy chuột ở hộp tên và nhập nội dung B100 vào hộp tên, nhấn Enter. Tương tự, lần lượt nhập các nội dung sau đây vào hộp tên. Nhấn phím Enter sau mỗi lần nhập. A2 A, 2.A A, 2.C 2, 2.2 2, 2.4 B, 2.D6 Vậy là ở bài 2 này, những bạn sử dụng điện thoại sẽ gặp khó khăn ở phần Control. Còn lại, em hoàn toàn có thể làm được giống như những bạn đang làm trên máy tính. Bài tập 3, mở bản tính. Đầu tiên mở một bản tính mới Tức là ở bài tập 1, bài tập 2 em đang làm trên một bản tính nào đó Thì bây giờ em sẽ mở một cái bản tính mới Nhớ mở bản tính mới mình dùng file new Từ cái bản tính này em sẽ mở bản tính danh sách lớp em đã được lưu trong bài thực hành 1 Mở bản tính danh sách lớp em tức là mở một bản tính đã có Thì nhớ là mình sẽ dùng file open để mở Bài này em không có quan sát nhận xét nào cần thiết để ghi vào tập Đối với những bạn làm trên điện thoại thao tác này em hoàn toàn có thể làm được. Cuối cùng, bài 4, nhập dữ liệu vào trang tính. Nhập thêm dữ liệu từ hình bên dưới vào bản tính danh sách lớp em. Ở bài tập số 3 em đã mở bản tính danh sách lớp em rồi thì bây giờ em sẽ bổ sung thêm những cái phần chưa có trong cái bản tính đó. Những phần em cần nhập thêm. Ngày sinh, chiều cao, cân nặng, khi nhập thêm những phần này, nếu mà không để ý, em sẽ gặp một số lỗi mà sau này những bài thực hành sau sử dụng lại bài này em sẽ bị sai. Lỗi đầu tiên, ngày sinh. Ngày sinh khi em nhập vào thì đôi lúc em sẽ thấy là nó sẽ tự động căn phải, tức là nó đang định nghĩa đó là số, nhưng mà đôi lúc nó lại tự động căn trái như cái hình này. Thì em không cần quan tâm đến nó. Đây là lỗi phát sinh do cài đặt ngày tháng năm của hệ điều hành hoặc là của Excel. Em không cần quan tâm tới cái ngày sinh này. Tại vì lớp 7 em không có học cộng trừ ngày sinh nên người ta cũng không ra cái đề đó Về chiều cao đơn vị ở đây người ta cho là mét nên nếu mà bạn em cao 150cm thì em nhập vô là 1.5 Và đừng thêm bất kỳ cái chữ nào ở đằng sau Cột chiều cao này sau này những bài sau sẽ được dùng để tính toán Dùng để tính toán thì người ta sẽ dựa trên dữ liệu số Nếu mà em thêm chữ vào thì nó sẽ thành dữ liệu ký tự Mà dữ liệu ký tự thì không thể nào mà tính toán được em cứ nhập theo cái kiểu mẫu như hình. Tiếp theo về cân nặng, cân nặng thì em có thể làm tròn hoặc là em không làm tròn cũng được. Ví dụ như bạn nặng 35,5 kg thì em ghi là 35.5. Nhớ dấu thập phân trong Excel là dấu chấm không phải dấu phẩy. Nếu em để dấu phẩy vô thì Excel sẽ hiểu nó thành ký tự. Tới lúc đó bài sau em lại không thể tính toán được bài này dựa vào danh sách các bạn trong lớp của em nên nếu em biết ở chiều cao cân nặng của bạn thì em có thể gõ thẳng chiều cao cân nặng của bạn vào đây còn nếu em không biết thì em có sử dụng các bảng này gõ lại y chang các bảng này là được những bạn làm trên điện thoại thì cũng tương tự giống như mấy lần trước em không gõ hết nổi 12 người này thì em gõ khoảng cỡ 4 năm bạn là được nha sau khi gõ xong sử dụng lệnh sao trên bảng chọn file để lưu bản tính với tên mới Tên mới này là sổ theo dõi thể lực Em có nhớ lưu với tên mới của bài thực hành số 1 không? Nếu mà không nhớ thì nhớ quay trở về bài thực hành số 1 coi Lưu với tên mới thì cái bài cũ nó sẽ không mất Mà lúc này em sẽ có hai bài là bài danh sách lớp em với bài sổ theo dõi thể lực Bài danh sách lớp em là của bài thực hành số 1 và bài sổ theo dõi thể lực và của bài thực hành số 2 Khi nào mà cô cứ nói nập bài thì nhớ là nộp hai cái file này cho bài thực hành số 1 và cho bài thực hành 2 Phần hướng dẫn bài thực hành 2 đến đây là kết thúc. Sau đây là phần dạng dò. Dạng dò phần này rất quan trọng vì tuần sau có kiểm tra nên em nhớ lắng nghe. Dạng dò. Học bài và ghi bài đầy đủ. Thực hiện bài thực hành 2. Nó bài thực hành 1 và bài thực hành 2 theo đường link. Đường link này cô sẽ gửi cho em khoảng 15 phút trước khi buổi học kết thúc. Chuẩn bị bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính. Tuần sau tức là tuần thứ 5 sẽ có một bài đánh giá thường xuyên tức là kiểm tra 15 phút. Đây là bài trắc nghiệm nha. Trắc nghiệm không phải là tự luận. Nội dung sẽ gồm có toàn bộ lý thuyết của bài 1, bài 2 và các thao tác cần nhớ của bài thực hành 1 và bài thực hành 2. Em nhớ học kỹ bài. Đây là bài đánh giá thường xuyên kiểm tra 15 phút. Năm bài em chỉ nộp được một lần duy nhất và cô sẽ khóa bài sau giờ học 15 phút. Trước khi kết thúc buổi học từ 15 tới 20 phút, cô sẽ gửi cho em cái đường link để em làm bài. Quá trình làm bài đó nếu mà phát sinh lỗi gì đó thì em có thể nhắn với cô. Cách thức làm trắc nghiệm này cũng sẽ giống như những tuần này em làm bài trên Google Chrome. Nhưng lần này em chỉ có thể nộp được một lần, không nộp lần thứ hai. Tiếp sau đây cô sẽ sửa bài tập củng cố của bài 2 cho em, nhưng mà trước đó Cô cần em sửa lại một cái phần nội dung ở trên cái nội dung ghi bài. Ở ngay tại phần số 4, chọn các đối tượng trên trang tính. Ngay chỗ chọn một khối. Mấy bữa cô cho em ghi là kéo thả chuột từ một ô góc. Phần đó bị thiếu, em bổ sung vô giùm cô một chút. Đó là kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở góc đối diện. Em thêm vô giùm cô cái phần ô ở góc đối diện. Sau đây cô sẽ sửa cho em bài tập củng cố của bài 2, các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. Đây, ở những phần này cô sẽ điền đầy đủ các thông tin. Ở phần nhanh số thì em chỉ cần điền số thôi. Ví dụ em số 1 thì chỉ cần điền 1, không cần phải điền thêm số 0 ở đằng trước. Và đừng ghi chữ vào đây. Câu đầu tiên, câu 1. Trong các cách nói sau đây, cách nói nào là đúng khi nói về bản tính? Cách nói 1. Bản tính được chia thành các hàng và các cột. Nếu em đã học bài thì đây là định nghĩa của trang tính không phải bản tính. Cách nói thứ hai, bản tính có thể có nhiều trang tính, các trang tính có tên mặc định là ship 1, ship 2, ship 3. Nếu mà em đã học bài thì cái này là đúng rồi đó. Tôi chọn cái này ha. Nhưng mà mình coi tiếp các đáp án tiếp theo. Đáp án 3, bản tính là phần mềm, chắc chắn là không phải. Chương trình bản tính mới là phần mềm nha em. Đáp án cuối cùng, bản tính gồm các lệnh dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lý dữ liệu em học bài rồi thì đây là data và formulas. Câu thứ hai, em hãy nêu các thành phần chính trên trang tính và cho biết chi tiết các thành phần đó. Nếu em đã học bài, thì các thành phần chính này nằm ở phần số 2, các thành phần chính trên trang tính. Ta sẽ có hộp tên, ô nằm bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô tính đang được chọn, thanh công thức cho biết nội dung của ô đang được chọn, khối là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Em ghi những câu này vào câu phần trả lời. Câu thứ ba, em cho biết địa chỉ ô và khối của các ô và khối đang được chọn sau đây. Mình sẽ xét từng trường hợp 1. Đầu tiên, mình có ô A4 nằm ở cục A hàng số 4 đây là ô A4. Rồi bốn đáp án này đều có A4 hết. Vậy là không chọn được. Tiếp theo là khối B1 C2. Đây, đây là khối B1C2. Mình lấy địa chỉ ô đầu tiên và ô cuối cùng. B1C2 thì em thấy là chỉ có hai ô đầu có thôi B1C2. Nên em sẽ loại bỏ được hai đáp án cuối. Bây giờ chỉ còn hai đáp án đầu. Tiếp theo là khối E2, E4, khối E2, E4. E2, đây là khối E2, E4. Rồi đáp án đầu tiên có E2, E4. Đáp án thứ hai chỉ có E2, F2 thôi Vậy mình có thể chọn được đáp án đầu tiên rồi Nhưng mà tiếp tục cô vẫn sẽ tiếp tục xét những ô tiếp theo F2 có F2 Khối tiếp theo A6, F6 có A6, F6 Khối tiếp theo H1, H8 có H1, H8 Câu tiếp theo Em cho biết các thao tác chọn đối tượng tương ứng Đầu tiên, đưa con chỏ chuột tới ô đó và nháy chuột. Thao tác chọn một ô. Thao tác tiếp theo, nháy chuột tại nút tên hàng. Em nghe nói tới tên hàng là em biết là nó nằm ở đây rồi. Tên hàng. Thao tác tiếp theo, nháy chuột tại nút tên cột. Nghe đến tên cột thì chọn ngay một cột. Cuối cùng, kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở góc đối diện. Cái này là chọn một khối. Câu số 5. Em hãy phân loại các loại dữ liệu sau đây. Chúng ta có hai loại dữ liệu là dữ liệu số và dữ liệu ký tự. Đầu tiên, hàng 1, ở đây có số nhưng do có chữ thì chắc chắn nó là dữ liệu ký tự. 4, 4 là số rồi, không có chữ gì hết thì nó là dữ liệu số. Bài 2 tương tự như cái hàng một luôn có chữ là dữ liệu ký tự nha lớp học chắc chắn là ký tự 6,45 đây là dữ liệu ký tự vì số thập phân trong Excel là dấu chấm không phải dấu phẩy nếu em gõ dấu phẩy như thế này sẽ là ký tự 9.7 hồi nãy cũng nói rồi thập phân là dấu chấm nên 9.7 sẽ là dữ liệu số 7.869 chắc chắn là dữ liệu số giống mới trên một dãy ký tự đặc biệt. Ký tự đặc biệt là dữ liệu ký tự. Một dãy số thì nó là dữ liệu số. Lớp 7 sạc 8. Có số thì chỉ cần có ký tự sẽ là dữ liệu ký tự. Câu số 6. Để chọn OK 1000, cách nào sau đây là danh nhất? Cách 1, dùng hợp tên Cách 2, dùng các phím mũi tên. Cách 3, dùng chuột và các thanh cuộn. Cách 4, các cách có tốc độ giống nhau nên không có cách nào nhanh nhất. Phần này cô cũng đã đề cập với em trong video bài học và cách nhanh nhất để tới OK 1000 chính là dùng hợp tên. Đến phần câu hỏi có điểm. Câu hỏi này như cô đã nói, bạn nào làm trước 5 giờ chiều, cô sẽ chấm điểm câu này cho bạn đó. Và ai làm câu này sau 5 giờ chiều cô sẽ không chấm điểm. Câu hỏi như sau. Nội dung của bài 2 là gì? Đâu là nội dung quan trọng nhất trong này? Đáp án. Nội dung quan trọng nhất của bài 2 là bản tính các thành phần chính trên trang tính, dữ liệu trên trang tính, chọn các đối tượng trên trang tính. Và nội dung quan trọng nhất chính là các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. Những bạn nào được chấm có điểm Giờ học cô sẽ công bố điểm của mấy bạn đó Nên em hãy chờ tới giờ học để biết điểm của mình Bài học đến đây là kết thúc Chúc các em học tốt